Mới mua cái này. Gì chứ? À, kìm đấm bóp dắt hơi. Đấm bóp dắt hơi. Chứ này là kìm bóp tay. À con biết rồi. Cái này không có đi tập gym cho nên mua này về tập. Rồi. Ok không? Thấy rồi. Nhiều chứ? Như khác mấy ngàn á, hết được ngàn. Giá đâu? Thì cũng ok đấy chứ. Chỗ này là cái chỗ cái điểm số nè. Còn cái này là cái nút giảm ký nè. Rồi xong rồi cầm bớt cái gì. Đúng rồi. Mày ấy là khổ tạp.